chiêu trên tay mình đang là Red Tobacco của Manseda, một trong những chai nước hoa có lẽ mọi người sẽ ít biết tới. Và cũng thấy mình hay nói một cái câu đó là thuốc lá của Red Tobacco không hề dễ ngửi đâu. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi một chút, thảo luận một chút, cũng như là mình sẽ đưa ra cảm nhận của mình về thuốc lá ở trong Red Tobacco, một trong những cái sản phẩm niche ở cái phân khúc giá rẻ. Thì cùng nhau xem nó có cái gì đặc biệt nhá. Đây chính là thiết kế của em nó. Các bạn nhìn thấy một cái tông màu đỏ rất là rõ rệt. Và đặc biệt là cái chữ Red ở đây nó là chữ màu đỏ luôn. Ở cái phần nắp thì nó là màu đen. Và các bạn nhìn thấy logo của Manseda ở trên này một cách rất là rõ rệt. Đây, đấy, mình để nghiêng ra các bạn nhìn thấy. Và cái phần nắp của mình nó là cái phần nắp vặn. Và cái phần vòi này thì tôi đánh giá cái phần vòi này nó hơi xấu. Đó. Và cái nhà Manseda thì là một nhà niche. Nó với Montel thì đại khái là cũng đều là những cái sản phẩm niche. Và nó có hơi hướng là màu sắc khá là giống nhau. Với những cái sản phẩm của Montel thì mình nghiêng về trầm hồng. Còn em này thì cũng có cái hơi hướng như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng là những cái sản phẩm của Manseda thì nó có phần đặc sắc hơn và có phần hay ho hơn. Đặc biệt là độ bám tỏa thì cũng khá là ổn. Và về thiết kế thì các bạn nhìn thấy là nó đa phần trong cái line này của họ thì họ đều là những cái chai dạng 120ml và nồng độ đó là eau de parfum. Còn có một con duy nhất đó là có phiên bản Intense thì nó là con Cedrat Bois mà mình cũng mới review trong thời gian gần đây. Mình thì chưa được thử hết toàn bộ những cái sản phẩm của nhà Manseda. Nhưng mà mình đánh giá nhà này là một nhà bám tỏa tốt, niche này. Nếu mà bạn nào thích một tí danh tiếng và nó sẽ phù hợp với những người mới khá là nhiều. Nhưng con này về phần mùi thì có lẽ rằng là chúng ta cần phải xem xét một chút nhá. Mùi hương của Red Tobacco thì khi các bạn vừa mở ra, các bạn ngửi đầu vòi nó lên một cái mùi thuốc lá rất là rõ. Một cái bay mùi thuốc lá hơi ngọt nhẹ. Các bạn chỉ cần dễ hình dung đó là những cái top thuốc các bạn vò ra, các bạn đưa lên ngửi. Nó không phải là một cái mùi thuốc lá dễ ngửi như những con mà các bạn đã từng ngửi qua. Thí dụ như kiểu The One của nhà Dolce & Gabbana, hay là cái con Jack Club của nhà Maison Martin Mancela, rồi những cái con như là Bulgari Man in Black, hoặc là rõ thuốc hơn một tí thì nó sẽ là con Burberry London. Mà em này thì là một cái phạm trù hoàn toàn khác. Mùi hương của Red Tobacco của nhà Manseda thì khi mà mình được các bạn hỏi, mình cũng nghĩ rằng là mình cũng nói thẳng luôn với các bạn rằng các bạn nên thử kỹ trước khi mua, tại vì đây là một trong những mùi hương không dành cho số đông và không dành cho người mới. Tại sao nó lại là như vậy? Em này các bạn chỉ cần xịt ra một phát thôi, các bạn nhận thấy một cái tổ hợp mùi hương rất là lẫn lộn, hỗn độn giữa một cái bay mùi cay nồng cùng với cái nét của thuốc lá. Nó khô, nó sộc lên mũi. Và nếu như các bạn ngửi những cái con mà mình vừa mới kể ở trên về cái bay mùi thuốc lá ngọt ấy, thì các bạn ngửi cái này các bạn sẽ bị bật ngửa về phía sau. Các bạn sẽ rất là sốc khi mà ngửi cái mùi hương này. Đó cũng là cái lý do mà tại sao nhiều người nói rằng là những cái sản phẩm của nhà Manseda thì nó có cái xu hướng synthetic, nó có xu hướng hóa học. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì thuốc lá ở đây mình đánh giá nó là một cái mùi thuốc lá làm ở cái phân khúc giá rẻ, có thể dễ dàng tiếp cận. Và nếu như các bạn ngửi kỹ ở cái phần top note khi các bạn vừa mới xịt ấy, nó có một cái bay ngọt. Cái bay ngọt ở đây nó cũng rất là gọi là thô và nó rất là nồng. Và cảm giác cái top note ấy thì bao nhiêu những cái nốt hương ở trong chai nước hoa này nó sẽ sộc hết lên và nó thi nhau đấm vào mũi của bạn. Nó làm cho các bạn ngợp, các bạn không nhận ra được cái thông tin nó như thế nào, mùi hương này ra sao. Vì cái bay mùi ngọt đây thì mình đánh giá nó không phải là cái bay mùi ngọt đến từ vani, mà mình có cái xu hướng ngửi ra một cái bay mùi ngọt đến từ hạt. Một cái loại hạt được giã ra. Nó có phần hơi bùi, nói trong này là nhục đậu khấu thì các mọi người sẽ khó hình dung. Nhưng mà các bạn sẽ hình dung tới cái nét của hạt rẻ nhiều khi mà ép ra. Nó sẽ ra một cái chất ngọt, nó có phần mang cái hơi hướng hạt. Tôi cũng không biết miêu tả cái đấy cho mọi người như nào. Nhưng mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy và nó làm cho cái mùi hương ngọt đây có phần khá là nặng và dày. Và sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì dần dần mọi thứ nó mới vào vị trí của nó. Các bạn sẽ thấy rằng là cái bay mùi thuốc lá khô ở đây nó sẽ xuyên suốt. Thuốc lá nó cũng xuất hiện là một cái thuốc lá thơm lựng.
thì nhiều người không biết, cái này mình cũng sẽ chia sẻ thêm ở ngoài nhé, đó là thuốc lá ở ngoài kể cả các bạn mua hút ấy, thì nó có rất là nhiều loại khác nhau, và mỗi một loại thì nó lại có một cái vị nó hơi khác so với những loại khác. Thì cái lý do vì sao nó lại như thế, tại vì thuốc lá sau khi mà người ta phơi khô và người ta cũng sẽ tẩm những cái vị vào, mỗi một thương hiệu thuốc lá họ cũng sẽ tẩm những cái vị khác nhau để mang tới cái trải nghiệm mùi và vị cho các bạn được gọi là mang cái hơi hướng signature scent của từng thương hiệu. Thì cái thuốc lá ở trong này nó sẽ có cái hơi hướng như vậy, và các bạn sẽ nhận thấy cái nét của thuốc lá nó là một cái cột dọc như này, và cái bay mùi ngọt nó sẽ chỉ quay quanh và rồi nó sẽ biến chuyển, và cái nét ngọt đây dần dần nó sẽ dịu xuống, nhưng mà nó không phải là kiểu mềm hẳn mà để cho các bạn dễ ngửi hẳn, mà nó cần một cái khoảng thời gian hơi dài để cho cái mùi hương có một cái bay gọi là dễ ngửi cho mọi người đó. Và một cái hiệu ứng nữa mà con Red Tobacco này mang tới, mình cũng nghe feedback từ khá nhiều anh em, thì đó chính là cái việc mà khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy cái cảm giác nó hừng hực ở trong người, cái cảm giác như kiểu các bạn bị nóng trong, hoặc là các bạn mặc những cái áo len và những ngày trời nóng nó cứ hừng hực nó đẩy lên. Và mình nghĩ là cái hơi hướng này nó làm đúng với cái tên Red Tobacco, đó là một cái điếu thuốc đang cháy, lúc nào nó cũng nóng và nó làm cho chúng ta có cảm giác hừng hực khí thế vậy, kiểu như thế. Và mùi hương này mình đánh giá cũng là một cái mùi rất là nam tính, và sau khoảng tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da thì các bạn sẽ thấy một cái bay mùi thuốc lá ngọt lên rất rõ nhá. Thuốc lá vẫn là thuốc lá, và cái bay mùi ngọt nó sẽ mềm mại, nó sẽ mượt mà hơn, nó xoay quanh, nó làm cái vệ tinh cho cái bay thuốc lá ở đây. Và lúc này thì nó làm mình liên tưởng một phần nào đó tới Jack Lock, nó làm mình liên tưởng một phần nào đó đến con Man in Black. Cái bay ngọt như vậy nhưng mà ở đây thì nó rõ thuốc hơn. Thế nên là mình mới nói với mọi người rằng nếu như mọi người muốn hình dung được một thuốc lá, và là mọi người muốn nâng cấp lên để rõ rệt thuốc lá hơn ở trong nước hoa, thể hiện được cái sự nam tính hơn, thì con Red Tobacco này là một con nên thử. Còn nếu như bạn mới bắt đầu tìm hiểu và muốn một chai nước hoa để thử xem thuốc lá ở trong nước hoa như thế nào, thì con này là một con nó sẽ say no với bạn một cách rõ rệt luôn. Vì bạn sẽ bật ngửa về đằng sau và thường hay dùng những cái câu như kiểu thuốc bắc, rồi mùi thuốc ngâm chân, rồi mùi nồng lắm, rồi synthetic các kiểu, thì chắc chắn Mancera nó sẽ làm cho các bạn hơi thất vọng một tí. Tiếp tới thì chúng ta sẽ bàn về cái phong cách cũng như là cái thời điểm khuyên dùng của mùi hương này. Thì mình phải nói luôn đó là con Red Tobacco này nó vẫn là một cái bay thuốc lá ngọt, nhưng mà chỉ là cái top note của nó hơi khó ngửi cho mọi người mới thôi. Nhưng về cơ bản thì nó vẫn là một cái mùi mình nghĩ phù hợp với các bạn trẻ. Các bạn trẻ ở đây thì không phải là cái kiểu bảnh bao hay là cái kiểu lịch sự quá là chỉnh chu, mà với mình Red Tobacco này nó có cái xu hướng hơi giống con Victor and Rope Spy Bomb bản gốc nhá, không nói phiên bản extreme. Có nghĩa rằng cái người đàn ông mặc cái mùi hương này sẽ là một cái người đàn ông có lẽ thích hút thuốc, có lẽ hơi bụi bặm một tí, hơi phong trần một tí, và đặc biệt là sẽ có cái xu hướng mặc theo kiểu streetwear nhiều, có thể là những chiếc quần jean, những đôi chi si boot, hoặc là kể cả những đôi ghệt. Mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới một trong những cái hình ảnh nhân vật, đó là Wolverine ở trong cái bộ phim mà lần đầu xuất hiện Wolverine ấy, thì anh ta có đi một cái chiếc xe phân khối lớn kiểu Harley Davidson đấy. Đấy, xong rồi mặc cái áo da kiểu hơi kiểu lông lá một tí để râu quay nón này, trông rất là nam tính. Và ra đường vào một ngày trời lạnh thì con này nó sẽ mang tới cái hình ảnh như vậy. Đấy là một cái hình ảnh khi mà mình xịt em này mình nghĩ ngay tới một cái tuýp kiểu đàn ông như vậy, kiểu cũng phải to to một tí thì mặc mới đẹp. Và em này, thời điểm khuyên dùng của nó mình nghĩ rằng là các bạn có thể làm công việc gọi là thường xuyên phải đi lại nhiều này, phong cách của bạn có lẽ là sẽ là kiểu làm việc tự do nhiều, cũng có thể là một chút về thời trang, nhưng mà cái kiểu thời trang như mình cũng vừa nói ở trên. Và cái thứ hai là các bạn có thể đi hẹn hò vào buổi tối, và đặc biệt duy nhất là cái điều mà các bạn cần nhớ, tại vì cái hiệu ứng kiểu nóng như kiểu một cái điếu thuốc đang cháy vậy thì nó làm cho cái mùi hương này chỉ sử dụng vào mùa đông, và sẽ là những ngày trời mùa đông lạnh rõ rệt luôn. Mình nghĩ là tầm từ 20 độ đổ xuống các bạn mới có thể xài, đặc biệt là những cái tối trời lạnh ở Hà Nội thì xài em này rất là hợp lý.
Con nói thật, nếu mà ai tư vấn cho bạn con này là mùi thuốc lá dành cho người mới và dành vào những ngày trời kiểu mát mẻ thì mình khuyên thật là đừng nên mua, vì các bạn sẽ cho nó vào xó. Và tôi nghĩ là ông nào mua chai này thì nếu mà để Hà Nội xài thì chắc là chỉ loanh quanh xài được tầm 2 tháng là căng. Phải dùng rồi loanh quanh tầm 3 năm thì mới hết được một chai nước hoa nhài, nếu như mà những ngày trời siêu lạnh, ngày nào cũng xịt. Vì cái độ lưu hương của em nó phải nói là khá tốt, trên da mình lúc nào cũng trên 8 tiếng và cái độ tỏa hương thì cũng rất rất ổn. Với con này mùa đông mình nghĩ là chỉ tầm xịt 3 shot thôi. Nhiều ông nào thích kiểu mùi nó rõ rệt hơn thì tầm 4 shot. Còn với tôi, khi mà tôi mặc Red Tobacco của Panacea, tôi chỉ loanh quanh tầm 3 shot thôi, không dám xịt nhiều về em này, tại vì nhiều khi nó sẽ làm tôi kiểu bốc hỏa luôn, nó kiểu Son Goku kiểu tiến hóa siêu xây ra vậy, kiểu kiểu như thế. Đấy, đấy là khuyên thật với anh em. Và điều cuối cùng về Red Tobacco của Mancera đó là mùi hương này có nên mua hay không? Có. Cá nhân tôi đánh giá là có. Dù tôi có khá là nhiều mùi thuốc lá ở trong tủ rồi và tôi cũng đã thử qua khá là nhiều mùi thuốc lá, nhưng với tôi Red Tobacco vẫn là một trong những mùi thuốc lá mà nó thể hiện được cái phong cách bụi bặm nam tính rất là nhiều. Spy Bomb thì có vẻ hơi nhẹ đô với những ngày trời lạnh, và Spy Bomb nó cũng không có một cái bay mùi ngọt để có thể gọi là kéo lại sự trẻ trung. Đấy, độ tỏa của Spy Bomb nó cũng không thu hút được như là con Red Tobacco này. Thế là với cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua con này với một tầm gốc tầm 50 ml là đủ, vì mình có nhiều lựa chọn hơn. Và Red Tobacco của nhà Mancera nó như kiểu là cái bước thang thứ hai, hoặc là nó là một cái cánh cửa để bạn có thể bước vào cái thế giới mùi hương về thuốc lá. Jack Club hay là The One nó là cái kiểu cái cổng ở ngoài, các bạn phải đi một bước dài xong rồi các bạn mới bước vào cái cánh cửa, và đây là cái kiểu để các bạn mở cửa ra để các bạn hình dung. Cái con gần đây nhất mình review về thuốc lá, mình nhớ không nhầm, đó là con Tobacco Jam của Criminal Element, thì nó là cái kiểu nằm ở trong nhà rồi. Con này thì là như kiểu cánh cửa vậy. Thế là với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng nếu như bạn muốn hình dung thuốc lá thì vẫn một câu nói như vậy, là con này là một con ok nên chơi. Đặc biệt là nhiều ông còn nghiện cái top nốt của con này vì nó quá là giống cái nét thuốc lá mà những người đàn ông đã từng hút thuốc thử qua. Tôi ngày xưa thì tôi cũng gọi là thử một lần vài lần bập bẹ hút thuốc rồi để cố gắng có thể làm kiểu hư hư một tí, nhưng mà sau này tôi thấy rằng là nó không cần thiết nên là tôi cũng chả hút. Tôi thì hiện tại thì tôi thường khai mọi người là tôi không hút thuốc, và đúng là như vậy đó. Còn tôi hiểu cái cảm giác lần đầu tiên hút thuốc như thế nào, thì con này là một cái con nó sẽ giống như kiểu lần đầu tiên các bạn hút thuốc vậy, khá là ổn và ở cái mức giá nó cũng không quá là đắt, nó có thể ngang với Jack Club các kiểu, và cũng là một cái phân khúc niche chứ không phải là phân khúc designer như là Jack Club. Và nếu như các bạn đã từng thử con này thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở dưới cái phần bình luận, và các bạn có những cái yêu cầu gì thì cũng các bạn bình luận ở phía dưới để cho mình cùng biết. Và đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye!